Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì đây là một cái studio vlog nhỏ nhỏ mở đầu. Khi mà mình đã unboxing cái cục hàng này về ha mọi người, thì ở trong đây có rất là nhiều mẫu mã đẹp luôn ấy mọi người. Mình đã hơi bỏ bê cái kênh YouTube này lâu rồi, thế nên là hôm nay mình quay trở lại đây mọi người ơi. Cũng một phần là do việc học của mình quá là nặng ấy, thế nên là cũng tần suất ra video của mình cũng ít hơn và bán cũng ít hơn ha. Bây giờ mình sẽ đổ ra thì mình có rất là nhiều kiện hàng đang về luôn. Và kiện hàng này là kiện hàng đầu tiên mà mình sẽ mở bán nha mọi người. Và mình mong là mọi người like và subscribe cho mình lên được 4.000 đăng ký nha. Mình sẽ để cái phần thông tin mua hàng của mình ở bên dưới nhá. Và đây là sau khi mà mình đã xếp xong, mọi người nhìn thấy ít đúng không? Thật ra là không ít chút nào luôn, tại vì nó chồng chất lên nhau ấy mọi người ạ. Kiểu như là mình quá là mệt để có thể xếp ra một cách ngay ngắn đó mọi người. Nhưng mà thế này thì mọi người cũng đủ thấy là mình chỉnh chu đấy ha. Đợt này thì mình sẽ comeback với một ít thôi nhưng mà nó chất lượng nha. Mọi người ơi, thì ở đây mình có những cái mẫu bánh rất là xinh xắn và đáng yêu. Đặc biệt là rất là rare nữa luôn mọi người ạ, nó mới từ cái bao bì. Đây mình sẽ cho mọi người xem. Thì bây giờ mình và mọi người cùng test thử xem là nó có mới không nha. Mình cùng kiểm lỗi nha mọi người. Thì đầu tiên là mình có bánh này. Đầu tiên khi mà mình nhìn vào cái bánh này, nó thơm cái mùi sô cô la lắm luôn đấy mọi người ạ. Nó rất rất là thơm. Và em này thì mọi người yên tâm giúp mình là nó mới tinh 100%. Cái chất của nó mọi người về mọi người thử bóp và review cho mình xem là cái chất nó như thế nào nhá. Nhìn thế này đã biết là chất rồi đúng không? Em này thì cam đoan mới tinh 100%, giá là 320.000 đồng. Tiếp tục thì là mình có mẫu này. Thì nó bị một vết ở đây nha. Em này lỗi cực nhẹ luôn nha mọi người. Mọi người nhìn chất chất cực đã luôn nha mọi người. Em này thì mình bán 280 thôi. Em này thì bị lỗi như thế này mọi người. Chất ai luôn, nó mềm mà nó thơm lắm mọi người ạ. Còn đâu bề mặt và đề sau như này không biết sao ha. Em này thì mình sẽ bán với giá là 280 luôn. Và cuối cùng là bé này. Nó bị lỗi như thế này nha mọi người. Trời ơi, nó cực mềm và slow luôn. Em này 270 nha. Tiếp tục là bánh mouse này, xong đây là một cái hộp nha mọi người ơi. Thì mình sẽ bán cái bánh mouse này với giá là 320.000 đồng nha. Mình có ở đây là màu vàng, màu xanh này này và màu tím. Bánh mouse to thực sự bây giờ rất là hiếm rồi mọi người nhá. Đây thì mình có những cái bé rất là xinh như này và hoàn toàn là hàng mới. Đầu tiên trên tay mình là những cái bé crepe mini như thế này thì mình bán với giá 265.000 thôi nha mọi người. Thì bây giờ việc order rất là đắt luôn ý. Mọi người có thể nhìn ngoại quan của em ý rất là xinh và mới ha. Tiếp tục thì mình có bộ sưu tập hươu luôn này mọi người. Và mấy cái bé này thì mới tinh 100% giúp mình nha. Ở đây thì mình có 3 bé. Nó rất là xịn luôn, có 3 hộp luôn nha. Giá là 320.000 một bé. Cực kỳ rẻ luôn. Và mình có một em này cũng là mới nha mọi người. Em này thì có giá là 290.000 đồng thôi. Mình đã hạ giá xuống rất là kinh rồi mọi người. Máy này mình order bên Thái trước là 460 bạc hay 50 bạc đấy mọi người ạ. Và bây giờ mình chỉ bán em lại mới tinh giúp mình nha 100% luôn. Mình chỉ bán với giá là 300.000 thôi. Bạn nào nhanh tay thì sẽ còn nhé. Nhưng cái mẫu này thì rất là đắt tiền mà hôm nay mình bán cho mọi người với giá rất là rẻ. Và ở đây là iPlum hết nha mọi người. Thế thì mình đã kiểm lỗi hết rồi nha mọi người và mới hết nha. Thì mình bán đồng giá là 280.000 đồng nha. Thế thì mình có những cái siêu phẩm rất là hot hit mà kiểu như là bây giờ cũng hiếm rồi mọi người, nhất là cái bé này mọi người. Bao bì rất là mới nha, mới từ cái bao bì. Thì bây giờ mình sẽ mở ra để kiểm lỗi bí này nhé. Thì bí này không lỗi nha mọi người, đầy đủ tag với cái key charm bao bì luôn. Thì ba cái em này thì mới tinh nha mọi người ơi, đầy đủ key charm và tag. Tiếp tục những cái em này thì cực kỳ mềm luôn. Bạn nào mua về mà không slow thì mọi người trả hàng lại giúp mình nhá. Đó, thì nó lỗi rất là nhẹ. Nói chung là mấy cái em này đều bị nứt như vậy á mọi người. Kiểu vậy này. Đó, kiểu vậy. Mọi người thấy không? Đó. Và mấy em này thì mình sẽ bán với giá là 180, còn bên cake là 250.000 nha. Thì ở đây mình có những cái mẫu này. Thì đầu tiên là khoai tây chiên, mình sẽ kiểm lỗi cho mọi người nha. Khoai tây chiên này thì đầu tiên em này nó nhẹ đi. Cái mùi thơm thật sự, thơm cái mùi bánh bánh nha mọi người ạ. Cực kỳ mềm slow, ai plum nha, bao bì mới nha mọi người. Nó nhẹ, em này thì là 190. Đó, em này thì lỗi như thế này thì có giá là 180. Trời ơi, em này cực kỳ rare luôn rồi mấy bà ơi. Em này là 200. Mình kiểm lỗi rồi nha mọi người ơi. Em này rare hơn đi. Nó dối này lỗi như thế này nhưng mà giá là 200 nhé. Và em này cực là mới luôn mọi người ạ. À, nó cũng có lỗi nhẹ sao mình cũng chả biết nữa. Không biết là do thế là như thế nào. Một lớp như này đầy đủ bao bì nha mọi người, có giá là 220. Bánh này mới tinh nha mọi người ơi, có giá là 250. Tiếp tục thì mình có em này thì có bị lỗi. Có là giá là 230. Mấy bé này hầu như bây giờ mọi người order là 350 giúp mình nha. 350, 360 mình không có nói điều. Bạn nào thích order mình có thể order luôn. Lỗi như thế này nha mọi người. Trời ơi, những cái bánh này bây giờ bán 200 mấy là giá gọi là phá giá rồi á. 240 này. Và cuối cùng là em này. Lỗi cực kỳ nhẹ, 250 nha mọi người. Cực kỳ thơm. iPlum thì nó có tất cả các cái mùi đặc trưng ấy, thế nên là mọi người cứ yên tâm nha. Đây thì đầu tiên mình có chính là những cái cặp Sumiko như thế này. Mình cam đoan nha mọi người ơi, order là 490.000 đồng một cặp nha mọi người ơi. 490.000 một cặp order nha. Thì mấy cái cặp này là mình mua lại của một bạn sưu tập á, thế nên là nó giá nó rẻ ha. Bán em này là cặp này là 300.000 thôi này. Nó bị lỗi ha. Cặp này lỗi nhẹ là 330 này. Đó. Và một cặp này cũng lỗi nhẹ luôn là 330 nha mọi người. Giờ order chỉ có giá là 490 thôi. Tiếp tục thì em này thì mình bán với giá là 150. Bé này mình bán giá là 300.000 nha. Ai luôn nha mọi người ơi. Cực kỳ mềm mà thơm luôn ý, rất là slow. Chắc là sẽ có lỗi nhẹ thôi mọi người ạ. Và mình có em bánh cá này là sushi nha mọi người ơi, giá là 170.
Và cái bề bánh mouse này giá là 180 nha mọi người. Ờ, và tiếp tục thì mình có đó chính là khủng long nha. Khủng long này thì hàng mới nha mọi người. Chắc là nếu mà có lỗi thì cũng chỉ là lỗi nhẹ thôi nha mọi người. Mình bán với giá là 220. Tiếp tục thì mình có cái bánh này ha mọi người. Giá là 50. Một cái bánh mì như thế này nữa. Em này thì giá là 100. Mình chả biết đây là cái gì nha mọi người ạ. Chắc là cây nấm mà mọi người. Cây nấm này là giá là 80. Đậu hũ này bị lỗi nha mọi người ơi. Đậu hũ lỗi giá là 180. Yummy bee ha mọi người ơi. Yummy bee thì chỉ có lỗi nhẹ thôi nha mọi người. Cực kỳ nhẹ luôn. Yummy bee này thì mình bán với giá là 255.000 một vé. Bò sữa này cũng lỗi nhẹ là 255. Mình có em Nhật này lỗi nhẹ nha mọi người là 120. Em này là 130. Cái cây kem này là 160. Bé này là 170. Em này là 300, cực kỳ rare. Đồ hộp thức ăn này mọi người. Trời ơi, sorry mọi người nha, mình không biết mở cái gì ấy. Mới tinh nha mọi người ơi. Đồ hộp mới tinh nha. Xin lỗi mọi người vì cái hộp nha, nên là mình sẽ sale cho mọi người. Mình cứ tưởng là nó mở được ra cơ. Đồ hộp này mới tinh lúc mình nha mọi người ơi. Giá là 230. Từ 255 mình sale còn 230. Do là mình đã lỡ tay làm cái hộp nó bị méo quá. Em này thì cực kỳ rare luôn mọi người ơi. Rất là slow. Cực kỳ chậm tăng. Em này có lỗi nha mọi người. Lỗi cũng hơi nhiều một chút xíu. Nhìn như này là cũng không ai biết là nhiều, trừ khi mà mọi người vạch ra thôi. Do là nó sản xuất từ lâu rồi đó mọi người. Cực kỳ xinh luôn và hiếm. Em này mình bán với giá là 200. 200 là một con số rất là rẻ rồi ha. Em này là 158. Nhiều lắm. Thêm cây nấm này là 80 này. Bé này lỗi nhẹ thôi ha mọi người. Bé này là 250. Rất là rare. Em này 250 Jumbo Iplum. Em này 50. Em này 50. Em này là 50. Ôi, lần trước mình có bán cái bánh bao này này mọi người. Bánh này mình bán giá là 175.000 đồng. Em này là 150. Em này là 175.000 đồng. Lát bánh mì thì là 190.000 một cái. Cây kẹo này là 150.000 nha. Mình có mấy cây lận cơ. Nhiều lắm. Thêm lát bánh mì này. Em này nha mọi người ơi. Em này thì bây giờ cực kỳ hiếm rồi ha. Em này lỗi cực kỳ nhẹ nha mọi người ơi. Em này mình giá bán với giá là 230.000 đồng. Lỗi cực kỳ nhẹ luôn. Bánh mì 190 này. Quả đào 250 này. Cây kem 150 này. Mạn thầu mình có hàng nghìn bé luôn nha. Bạn nào có nhu cầu xem mạn thầu, hay là mạn thầu mini hay mạn thầu to, thì mọi người cứ inbox hết cho mình nha. Đó. Và cuối cùng là mình có em crepe này nha mọi người. Crepe này thì với giá là lỗi nha mọi người, hàng lỗi bán giá 230. Mình đang order cho một em hiện tại có giá là 400.000 đồng nhá. Em này là 70.000. Trái tim này là rare này mọi người, 120. Thêm cái cây kẹo của cái em này nữa nha. Hai em mèo này thì đã có chủ rồi nha mọi người ơi.